Chào mừng các bạn đến với kênh tổng hợp các bản tin ngắn ST News. 5 vũ khí mạnh nhất của Ukraine. Những vũ khí do phương Tây viện trợ giúp Ukraine đối phó các cuộc tiến công của lực lượng Nga hơn 8 tháng qua, trong đó phải kể đến các tổ hợp pháo phản lực do Mỹ cung cấp. Xung đột Nga-Ukraine đã bước sang tháng thứ 9 và tiếp tục leo thang. Giới chức Ukraine kêu gọi các đồng minh và đối tác phương Tây cung cấp thêm nhiều vũ khí hiện đại để giúp họ nhanh chóng chấm dứt chiến sự. Nguồn viện trợ khí tài của phương Tây được cho là hỗ trợ đáng kể, giúp Ukraine đối phó chiến dịch quân sự của Nga. Trang tin 1945 đã liệt kê ra 5 vũ khí được cho là mạnh nhất hiện nay của quân đội Ukraine. 1. M142 SIMARS. Theo đánh giá của 1945, xuyên suốt chiến sự Nga-Ukraine kể từ cuối tháng 2, không có nền tảng vũ khí nào tác động đến cuộc chiến ở Ukraine như hệ thống tên lửa cơ động cao M142. Đây là vũ khí do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo, trình làng từ đầu năm 1993. M142 có tầm bắn từ 80 km đến hơn 300 km. Theo Lockheed Martin, M142 SIMARS được trang bị để phóng tất cả các loại đạn của pháo phản lực đa nòng. Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hệ thống M142. Mỗi tổ hợp được trang bị 6 tên lửa dẫn đường bằng định vị GPS cỡ nòng 227mm và mỗi tên lửa có tầm bắn là 84 km. Pháo phản lực M142 SIMARS điển hình có chiều dài 7m, chiều rộng 2,4m và chiều cao 3m. M142 chỉ cần số lượng nhỏ người vận hành và có thể nhanh chóng rời vị trí trong vài phút sau khi khai hỏa để tránh nguy cơ bị đáp trả. Chúng có thể tấn công một cách có hệ thống vào các tuyến hậu cần, chốt chỉ huy, kho đạn dược của đối phương. 2. FCM-148 Javelin. Các tên lửa chống tăng vác vai, trong đó có FCM-148 Javelin, cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch phản công của Ukraine. Tên lửa chống tăng Javelin được đưa vào biên chế từ năm 1996 và liên tục được cải tiến. Quân đội Mỹ sử dụng rộng rãi tên lửa này tại Iraq và Afghanistan, cùng với súng chống tăng AT-4 của Thụy Điển và NLAW của Anh. Javelin đã được chứng minh là một phương tiện hiệu quả để chống lại xe tăng chiến đấu chủ lực. Đầu đạn hít có sức nổ cao của Javelin có thể hạ các xe tăng hiện đại bằng cách tấn công từ trên, nơi lớp giáp của xe mỏng nhất. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng để phá công sự trong một cuộc tấn công trực diện. 3. Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72. Ukraine được cho là sở hữu các xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 MBT từ thời Liên Xô. Khi xung đột nổ ra, một số nước phương Tây cũng cung cấp loại xe này cho Kiev. Ngoài ra, Nga được cho là đã bỏ lại một lượng đáng kể xe tăng T-72 kể từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2. T-72 được sản xuất năm 1971. Mẫu xe tăng T-72 cơ bản có trọng lượng 41 tấn, dài 6,9 m, rộng 3,6 m, cao 3,2 m, kíp chiến đấu 3 người. Động cơ diesel V84-1 có công suất 780 mã lực, các phiên bản sau 840 mã lực, rồi 1000 mã lực. Công suất này giúp xe đạt tốc độ 60 km/h trên đường bằng phẳng và 45 km/h trên đường gồ ghề, tầm hoạt động 450 đến 460 km, 600 đến 900 km khi có bình dầu phụ. Vũ khí chính của xe là một pháo nòng trơn 125mm 2A46M, một súng 12,7mm NSV hay DSSK trên tháp pháo, một súng máy đồng trục 7,62mm. Xe có thể bắn tên lửa điều khiển chống tăng qua nòng pháo. 4. R-360 Neptune. R-360 Neptune là tên lửa nội địa của Ukraine, được phát triển dựa trên tên lửa chống hạm 3M24 Uran của Liên Xô. Nhà sản xuất cho biết Neptune được cải tiến đáng kể về tầm bắn và hệ thống điện tử, được thiết kế để tiêu diệt tàu mặt nước có lượng giãn nước lên tới 5.000 tấn. Quả đạn Neptune dài hơn 5 mét, trang bị 4 cánh ổn định giữa thân, có tổng khối lượng 870 kg, trong đó đầu đạn nặng khoảng 150 kg. Tên lửa có tầm bắn khoảng 300 km và đạt tốc độ cận âm. Ukraine được cho là đã sử dụng tên lửa này để tập kích tàu khu trục đô đốc Essen và tàu tuần dương Moskva của Nga hồi đầu năm nay. 5. Lựu pháo M777-155mm. Mỹ đã cung cấp khoảng 126 khẩu pháo M777-155mm di động, cùng với 226.000 quả đạn cho Ukraine. Ngoài ra, Ukraine cũng được viện trợ đạn M795 gần bằng hỏa lực hủy diệt của tên lửa Hellfire, nhưng với chi phí thấp hơn nhiều. M777 là loại pháo bắn trực diện có tầm xa nhất của Mỹ, với tầm bắn lên tới 30 km. Lựu pháo M777 còn sử dụng hệ thống điều khiển điện tử có độ chính xác cao. Nó sở hữu hệ thống định vị và có thể nhận dữ liệu từ máy bay không người lái trinh sát, giúp bắn trúng mục tiêu với số lần khai hỏa ít hơn. Với trọng lượng khoảng 3,4 tấn,
M777 có thể được vận chuyển bằng trực thăng hoặc được kéo bằng xe tải. Với cỡ đạn 155mm, M777 có thể sử dụng nhiều đầu đạn khác nhau cho từng trường hợp. Hẹn gặp lại các bạn vào các bản tin tiếp theo trên kênh ST News.